Xin chào các bạn, mình là Dũng Leo đây. Trong video hôm trước á, mình có hướng dẫn các bạn đào song song hai đồng, đó là đồng ETH và Toncoin trên cái hệ điều hành là VHTTOS. Thì việc mà mình đào song song hai đồng coin này á, nó mang lại lợi nhuận cho mình rất là tốt so với việc mà mình đào mỗi đồng coin riêng lẻ như là ETH hoặc là Toncoin thôi. Tuy nhiên á, là khi mà mình đào hai đồng coin này song song với nhau thì nó cũng có một cái nhược điểm rất là lớn. Đó là cái công suất của nó sẽ tăng thêm khoảng 20 đến 30W cho mỗi cái VGA. Thì khi mà mình tăng cái công suất lên như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái VGA của mình nó sẽ nóng hơn bình thường. Thì nếu như mà bạn nào không có cái hệ thống tản nhiệt tốt á, thì cái VGA của bạn nó sẽ sinh ra quá nhiệt các bạn. Thì mình đã test trên nhiều dòng VGA á, thì nếu như mình sử dụng những con VGA có 3 fan á và cái hệ thống tản nhiệt của mình ok á, thì cái nhiệt của nó vẫn đảm bảo các bạn. Tuy nhiên là nếu như mình sử dụng cái VGA mà chỉ có 2 fan thôi, đặc biệt là những dòng VGA mà hệ thống tản nhiệt của nó không tốt rồi á, thì mình đào đua con như thế này nó sẽ đẩy cái nhiệt của VGA mình lên rất là cao và không tốt cho cái VGA của mình. Cho nên á, là có khi có những bạn là sẵn sàng bỏ cái lợi nhuận để đảm bảo cho cái máy đào của mình nó được bền hơn. Thì khi mà như vậy á, thì mình mất lợi nhuận thì cũng ổn các bạn. Cho nên á, là video nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào một cặp coin khác, đó là đồng coin ETH và ALBH nha các bạn. Thì bây giờ á, mình sẽ check trên trang là hetray.no nha. Đây, thì các bạn có thể thấy ở đây là trang hetray.no nó cũng liệt kê ra những cái VGA và nó liệt kê cái cặp coin mà có lợi nhuận tốt trên thị trường hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ tiêu biểu là cái dòng VGA 30/0T LHR của mình nha. Tại vì mình sử dụng cái dòng VGA này là chủ yếu để đào coin. Thì những bạn nào có sử dụng những dòng VGA khác á, thì mình sẽ check theo cái VGA của mình để chọn cái coin đào nó mang lợi nhuận tối ưu nhất cho mình nha các bạn. Thì ở đây mình thấy á, là cái cặp coin mang lại lợi nhuận cao nhất cho cái dòng VGA của mình hiện tại là ETH và Toncoin các bạn. Thì thật ra là mình cũng đang đào cái cặp coin này trên cái những dàn đào của mình nha. Và cái cặp coin mang lại lợi nhuận thứ hai đó là cặp ETH và ALBH nha các bạn. Thì mặc dù cái cặp coin này nó mang lại lợi nhuận thấp hơn nè các bạn, mà thấy ở trên nếu đào ETH cộng Toncoin thì nó mang lại lợi nhuận là $2.28, và ở dưới nếu mà đào ETH và ALBH á, thì nó chỉ mang lại lợi nhuận $1.88 thôi. Tuy nhiên là nó vẫn cao hơn so với các bạn đào riêng lẻ cái đồng ETH là chỉ có lợi nhuận $1.62. Thì mình lưu ý một điều á, là không phải tất cả các VGA 30/0T là HR này đều mang lại lợi nhuận cho mình cao như vậy các bạn. Tại vì trên thị trường á, có rất là nhiều dòng VGA 30/0T, thì mỗi cái dòng VGA nó sẽ có cái tốc độ với công suất khác nhau, tùy theo dòng đó có được tối ưu cho cái việc đào coin của mình hay không nha các bạn. Rồi, các bạn thấy ở đây nếu mình đào riêng cái đồng Toncoin thì nó mang lại lợi nhuận cho các bạn như thế này, và riêng cái đồng ALBH thì nó mang lại lợi nhuận cho các bạn thêm như thế này nha các bạn. Và khi mà mình đào cái cặp coin ETH cộng ALBH này thì cái công suất nó sử dụng nó không tăng so với các bạn đào riêng lẻ cái đồng coin ETH nha. Ở đây cái trang hetray.no này nó liệt kê là 151W cho tốc độ như thế này. Nhưng thực tế á, một chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái dàn của mình đang đào test trên cái cặp coin này, và cái công suất của nó chỉ tương đương với khi mà mình đào ETH không thôi các bạn. Nó không có cao như thế này nha. Thì để mà đào được cái đồng coin ALBH này á, thì trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái ví của ALBH nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn là cái ví của sàn gay.io nha. Và giá trị của đồng coin này hiện tại là 0.38853 USDT nha các bạn. Thì để mà có được cái ví của con ALBH này, cái mình sẽ vào ví tiền mình chọn nạp nha. Các bạn lưu ý ở đây cái biểu tượng của cái ví ALBH này để mình không nhầm lẫn giữa cái đồng coin này với đồng coin khác nha các bạn. Rồi mình vào nạp. Rồi ở đây mình sẽ tìm kiếm tới đồng coin là ALBH nha. Đây, Alephium các bạn. Rồi
Rồi đây nè các bạn. Và đây là địa chỉ ví ALPH của mình nha. Thì cái chain của nó đang là ALPH nè các bạn. Thì khi các bạn lấy ví của một cái đồng coin bất kỳ thì các bạn lưu ý cái chain của nó phải phù hợp với đồng coin đó nha. Nếu các bạn lấy cái ví mà cái chain nó không đúng á, nó sẽ tiền nó sẽ không về được cái ví của mình đâu nha các bạn. Rồi, đây là cái ví của mình. Sau đó mình sẽ qua VHTTOS. Thì ở đây mình đang có một dàn đang chạy đua con là đồng ALBH này và đồng ETH nha. Thì ở đây các bạn có thể thấy tốc ETH của nó đang là 42 cho đến 43 MHz trên giây. Và tốc cái đồng ALBH này á, đang là 320 cho đến 340 MHz trên giây nha. Đây các bạn. Và đặc biệt ở đây là công suất của nó mình đang chỉnh chỉ có 138W thôi nha các bạn. Đây, mình set là thông số là 139W. Nhưng mà nó chạy thì đang là 138 đến 136 nè các bạn. Các bạn thấy nó cái công suất của nó không cao như cái trang mà hashrate.no liệt kê ở đây nha các bạn. Đây, chạy tới 151W. Và cái tốc độ của mình đang cao hơn cái tốc độ ở đây nha. Lý do có sự chênh lệch này á là tại vì á mỗi cái dòng Vega 30 của công ty nó sẽ cho tốc độ khác nhau. Ví dụ như 6 con Vega này nó chạy bình thường ETH á, nó chạy khoảng 46 tới 47 MHz trên giây. Thì khi mình đào đô con á, mình mất từ khoảng 3 cho đến 3,5 tốc của mỗi Vega các bạn. Thì mình tính ra mình mất khoảng 7,5% tốc của ETH. Tuy nhiên là cái tốc của ALBH ở đây mình đào được á là 300 mười mấy 330 mấy 340 mấy các bạn, cái này nó dao động nha. Thì mình tính trung bình là 320 MHz trên giây giống như ở trên đây tính. Thì cái 320 MHz trên giây này nếu mình đào riêng mỗi đồng ALBH á là mình được 1260 MHz trên giây á, thì mình có được khoảng hơn 25% cái tốc đào của cái ALBH này. Thì rõ ràng là mình mất khoảng 7,5% tốc của ETH, tuy nhiên mình được lại là 25% cái tốc của ALBH này. Thì nếu như cái lợi nhuận chênh lệch của đồng ETH này so với cái ALBH này nó nhiều á, thì cái khoảng mà chênh lệch của cái tốc mang lại nó sẽ không bù được. Tuy nhiên là nếu cái sự chênh lệch này nó ít á, chênh lệch của ETH với cái ALBH này nó ít á, thì cái lợi nhuận của mình mang lại khá là nhiều các bạn. Vì ở đây là cái điện á, cái điện năng tiêu thụ nó không tăng. Tức là cái khoản tiền mình đào ALBH này đang là 25% của 1.42 đô nha, chứ không phải của 1.09 đô. Đó, cho nên á, vì cái điện mà khi mình đào song song hai đồng coin này nó không tăng các bạn, thì rõ ràng mình đang cho lợi nhuận cao hơn khi mà mình đào riêng cái mỗi cái đồng ETH này. Mặc dù cái lợi nhuận nó chênh lệch không nhiều các bạn có thể thấy ở đây cái lợi nhuận của nó chỉ là 1.88 so với 1.62 đô. Tuy nhiên nếu như mà mình đào con á thì mỗi cái Vega nó mang lại lợi nhuận cho mình chênh lệch là bao nhiêu đó, thì nhiều cái Vega nó sẽ mang lại lợi nhuận cho mình được cũng khá tiền các bạn. Và mình đào một ngày thì mình thấy không có bao nhiêu, tuy nhiên là mình đào nhiều ngày á, mình sẽ thấy là những cái chênh lệch lợi nhuận này nó mang lại lợi nhuận cho mình cũng khá là ok nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn tạo cái group config để mà mình đào cái cặp coin này trên cái hệ điều hành VHTTOS nha các bạn. Lúc nãy mình có trình bày với các bạn á, mỗi cái dòng Vega nó cho tốc độ khác nhau á, do cái dòng Vega này bình thường nó đã chạy tốc độ 46-47 rồi, cho nên tốc độ của nó mới được như vậy. Nếu như các bạn đang chạy một cái dòng Vega 30T á, mà tốc bình thường của nó chỉ đạt có 44 đi, 43-44 hoặc là 45, thì tốc độ của nó sẽ không được như thế này khi các bạn đào đô con nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần group config. Thì các bạn có thể thấy ở đây là mình đã tạo hai cái group config. Một cái group config là của ETH và ALBH mà chạy trên cái phần mềm là LOL Miner. Và một cái group config đào cái lòng ETH và ALBH chạy trên cái phần mềm là Thread Miner nha các bạn. Thì
Đối với T-Rex Miner thì nó chỉ dành riêng cho cái dòng Vega của Nvidia, và cái LOL Miner nó sẽ sử dụng được cho cái dòng Vega của Nvidia và cả dòng Vega của AMD nha. Cho nên các bạn có thể thấy ở trên trang hatray.no á, những cái dòng Vega của AMD như thế này, thì khi các bạn đào á, nó cũng đào được cái cặp con là ETH cộng ALVH, cũng cho lợi nhuận cũng khá là tốt các bạn. Nó sau cái cặp con là ETH và tân con thôi, nhưng mà nó cho lợi nhuận cao hơn so với các bạn đào riêng lẻ từng con nha. Rồi thì để mà đào được cái cặp con này á, mình sẽ vào cái address config nha. Mình tạo cho mình một cái address config. Thì ở đây mình sẽ đặt tên làm sao cho mình phân biệt giữa cái address config này với cái address config khác nha. Ở đây mình đặt là ETH cộng ALBH nha. Rồi cái con ở đây á, mình sẽ chọn là cái custom nha. Còn cái chương trình á, thì mình sẽ lấy ví dụ là cái thằng T-Rex. Thì ở đây T-Rex Miner 0.25.6 và nó mới cập nhật luôn các bạn. Hồi chiều mình test thì nó là 0.25.2, bây giờ nó lên 0.25.6 rồi nha. Rồi cái wordless á, thì mình ở đây mình sẽ bỏ trống nha, vì mình sẽ điền ví trực tiếp vào cái root config của mình. Rồi với T-Rex Miner á, mình sẽ chép cái lệnh này, mình dán vào nha. Thì ở trên đây, đây là địa chỉ bool của ETH nha, và đây là cái địa chỉ ví của mình để mà đào đồng ETH. Còn cái bool này là bool của cái đồng Alephium, tức là đồng ALBH của mình, và địa chỉ ví ở dưới đây là địa chỉ ví của đồng ALBH nha. Thì hai cái group config này mình sẽ để ở dưới link mô tả để các bạn có thể chép về, các bạn dán vào và các bạn thay ví hoặc là thay bool là các bạn có thể đào được nha các bạn. Rồi mình sẽ chép bắt đầu từ chữ gạch A như thế này, mình chép này các bạn, bấm chuột phải, các bạn chọn copy nha. Rồi sau đó các bạn dán vào đây. Rồi các bạn dán vào đây xong, các bạn thay ví và các bạn create là các bạn có thể tạo được cái group config của mình rồi. Thì các bạn có thể thấy ở đây, cái group config này nó giống với cái group config mà ở dưới T-Rex mình tạo để mình chạy cho cái dàn đào của mình nha. Thì có một lý do nữa mà mình không sử dụng cái LOL Miner để mình làm ví dụ á, tại vì khi mình chạy đua con trên cái LOL Miner này á, mình thấy cái tốc của nó thấp mà, thấy tốc nó thấp mà thấp thấp ngộ lắm, cho nên mình chưa gõ nguyên nhân nữa. Thì nếu như các bạn nào sử dụng cái dòng Vega của Nvidia thì các bạn hãy chọn T-Rex nha. Còn các bạn nào sử dụng Vega của AMD á, thì các bạn chọn LOL Miner. Tuy nhiên là mình sẽ set cái thông số OC sao cho phù hợp nha. Thì mình nghĩ liên quan tới cái thông số OC nó sẽ khác so với những phần mềm khác nhau đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái readlist của mình. Thì khi mà mình tạo cái group config rồi, mình sẽ thay thế cái group config của mình đang chạy bằng cái group config mình mới vừa tạo nha các bạn. Sau đó các bạn chọn change group để mà thay cái group config. Rồi khi mà các bạn thay xong, nó sẽ chạy cho mình được như thế này. Thì đặc điểm ở đây á, là khi các bạn chạy đua con mà ETH và tân con á, thì VHTTOS đã hỗ trợ hiển thị hai tốc của hai con rồi. Tuy nhiên là với cái phần mềm T-Rex này á, thì VHTTOS chưa hỗ trợ hiển thị hai tốc nha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để set cái group config để chạy đua cái con này rồi. Thì còn cái thông số overlock á, thì mình thấy là mình set cái thông số overlock theo cái đào của đồng ETH là ok các bạn. Còn cái này mình điều chỉnh hoài mà nó cái tốc của thằng ALVH này nó không tăng hơn được nữa. Mà mình điều chỉnh cái này mem thấp xuống á, thì cái tốc ETH giảm, nhưng mà nó tốc của ALVH vẫn không tăng nha. Cho nên mình sẽ đẩy cái tốc ETH cao nhất có thể, rồi cái tốc của ALVH này mình duy trì ở hơn 300 MHz trên giây thôi nha các bạn. Rồi sau khi mình đào xong á, mình sẽ vào cái trang trang này các bạn. Thì đây á, là cái trang là heromino.com. Thì ở đây nó có chỗ để cho mình điền cái tốc độ của mình để tính toán ra được cái số tiền mình đào được trên ngày nha. Thì ở đây mình sẽ nhập cái tốc độ của mình. Thì ở dưới đây cái đồng Alephium này nó sẽ hiển thị cái số tiền đào được trên ngày cho mình. Rồi thì để kiểm tra cái tiền á, mình sẽ vào cái trang là alephium.heromino.com. Thì tại đây á, mình sẽ nhập cái địa chỉ ví của mình vào cái cột này các bạn.
các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví mình vào đây và các bạn chọn lookup nha. Thì khi các bạn điền vào á thì các bạn nó sẽ hiện một cho mình một cái bảng như thế này. Thì đây là cái tiền mà mình đào được các bạn, và đây là cái tiền nó đã bay về cho mình rồi các bạn. Rồi rồi thì bao lâu nó sẽ bay về cho mình một lần, thì ở đây nó có ghi nè các bạn, thì nó sẽ bay nhỏ nhất nếu các bạn đủ một ALBH và nó sẽ bay mỗi giờ nha các bạn. Rồi cái phí pool hiện tại là 0%, tuy nhiên á là đây nó ghi nè các bạn, mình sẽ dịch cho tiếng Việt cho nó dễ nha. Thì nó ghi cho mình là OL Miner đã hỗ trợ cái đồng coin này. Chào, nó nói là để chào mừng sự ra mắt, chúng tôi sẽ cung cấp bể bơi với phí 0% trong 4 tuần tới cho đến cuối tháng 2. Thì hiện tại cái phí của mình là 0%. Tuy nhiên là khi mà hết cái thời gian mà họ khuyến mãi á thì họ sẽ tính phí cho mình nha. Rồi thì khi mà các bạn đủ một ALBH nó sẽ bay về cái sàn gay.io cho mình. Thì ở đây mình cũng đã đào hồi chiều tới giờ á, thì nó có bay về cho mình một đồng nè các bạn. Đây các bạn, ALBH nó bay cho mình một đồng 0.9 nha. 1.09 con nha. Rồi mình sẽ qua trang này, mình thấy nó bay cho mình 1.09 con ALBH. Và nó bay á, thời gian nó bay về á thì mình thấy nó mất khoảng hơn 1 tiếng nó mới bay về tới các bạn, khi mà cái hiển thị ở đây nó hiển thị cho mình là đã bay á, thì mình mất hơn 1 tiếng mình mới nhận được tiền. Thì có thể là nó nhanh chậm tùy theo mạng lưới lúc đó nha các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách đào cặp coin ALBH và ETH trên cái hệ điều hành là VHTTOS rồi. Thì còn cái việc mà OC á, thì do mỗi dòng Vega khác nhau á, nó sẽ có cái thông số OC khác nhau. Thì nếu như bạn nào mà chưa OC được á, các bạn có thể nhắn tin cho mình, thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều nhất cho các bạn có thể nha. Rồi nếu như bạn nào có ý kiến góp ý á, thì hãy để lại bình luận dưới mỗi video của mình, hoặc nhanh nhất có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của mình. Và nếu như bạn nào có quan tâm tới những video tiếp theo của mình á, thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.